Xin giới thiệu với đây với mọi người là đây là hoa lê ở xã Hồng Thái, La Hang, Tuyên Quang. Ở điểm này du lịch ở đây nó rất là đẹp. Ở đây ít nữa vào mùa lê chín là có thể là mình đi mình trải nghiệm ruộng nước bậc thang này, săn mây này, rất là nhiều điểm về du lịch. Đấy, ít nữa là vào khoảng vào tháng 6 thôi là lê chín. Ở trên này nghe thu hoạch lê này rất là nhiều luôn. Đấy, cho mọi người xem này. Hoa lê trên này đẹp lắm. Ít nữa sẽ có dịp mình sẽ vào mùa lê chín mình sẽ lên một chuyến nữa. Hôm nay trời trên này là không có nắng, sương mù. Nếu mà có nắng khẳng định chắc là đẹp không thể nào mà tưởng tượng được luôn. Đấy, trời bên này là sương mù đây này. Đấy, đây này. Có nắng thì đúng là quên sầu luôn.